Cô Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông. Mến chào các em. Chúng ta lại gặp nhau ở tuần số 25. Và tiết 25, 26 thì chúng ta sẽ ôn tập và kiểm tra nha. Thì bữa trước là cô muốn cho các em làm kiểm tra một tiết trong tuần này, nhưng do thông báo mới của Bộ Giáo dục nên là khi nào chúng ta đi học lại thì cô mới cho các em làm kiểm tra một tiết. Mà bây giờ thì cô ôn lại cho các em nha. Thì nội dung ôn thì chúng ta sẽ là ôn hai bài hát Niềm vui của em ngày đầu tiên đi học, ôn tập đọc nhạc số 6, số 7, ôn nhạc lý cho các em nhịp 3, 4 là gì. Và bài mới của chúng ta hôm nay sẽ là tiết số 27, chủ đề nói về tình bạn. Trong cuộc sống ai cũng cần những người bạn để sẻ chia vui buồn sướng khổ. Chính vì vậy, có được một người bạn chân thành là điều mà ai cũng mong muốn. Vậy tình bạn là gì? Bạn bè là gì? Mà làm sao để biết được tình bạn hiện tại có phải là thật lòng, một tình bạn đẹp không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài hát Tia Nắng Hạt Mưa. Và đồng thời cô sẽ giới thiệu cho các em về hai loại hát. Đó là chúng ta tìm hiểu về nhạc hát và nhạc đàn. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện thăm nhé. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là ôn bài hát. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn bài hát Niềm Vui Của Em, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Hy Hùng. Bài hát này được viết ở nhịp 2, 4 và tính chất của bài là hát tình cảm và hồn nhiên. Nội dung bài hát này nói về niềm vui của các bạn nhỏ ở vùng núi xa xôi thật giản dị. Nét nhạc trong sáng nhẹ nhàng gợi cho người nghe tình cảm yêu thương đối với những bạn nhỏ và những bà mẹ người dân tộc sống ở những vùng miền núi xa xôi đang cố gắng học hành để vươn tới những ước mơ tươi đẹp. Chúng ta cùng nhau ôn bài hát nhé. Chúng ta sẽ hát hai lời liên tục nhé các em. Mặt trời đi ngủ, mẹ đến nhớ, mẹ đến
Chúng ta qua ôn tập bài thứ hai, đó là bài ngày đầu tiên đi học. Nhạc và lời của nhạc sĩ, nhạc là của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và thơ là của Viễn Phương. Bài hát này được viết ở nhịp 3 3 4. Cô nhắc luôn, nhịp 3 4 là nhịp có mấy phát các em? Nhịp có 3 3 phát, mỗi phát bằng một nốt đèn. Phát 1 mạnh, 2 phát còn lại nhẹ. Và cách hát chúng ta nhớ là hát vừa phải nhé. Giờ chúng ta cùng nhau hát với thầy và cô nhé. Bây giờ chúng ta qua phần ôn tập đọc nhạc. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng ôn bài đọc nhạc số 6. Bài đọc nhạc số 6 này là của dân ca Pháp. Bài này được viết ở nhịp 2 2 4. Nhịp 2 4 là nhịp có 2 phát, mỗi phát bằng 1 nốt đèn. Phát 1 mạnh, phát 2 nhẹ. Chúng ta bắt đầu nhé. Nghe cô đàn qua giai điệu một lần, sau đó chúng ta sẽ đọc nốt và chúng ta hát lời luôn. Bắt đầu. Chúng ta qua ôn tập bài đọc nhạc số 7, đó là bài chơi đu. Các em nghe cô đàn qua giai điệu một lần nữa nhé. Bắt đầu. Son, 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 mi do la son, son, mi do.
này tác giả là Mộng, Mộng Lân. Bài được viết ở nhịp 3, 3, 4 nhé các em. À, nhịp 3, 4 nãy giờ cô đã nhắc nhiều lần rồi đúng không nào? Cô nhắc lại lần nữa nào. Nhịp 3, 4 là nhịp có 3 phát. Mỗi phát bằng 1 nốt đềm. Phát 1 mạnh, 2 phát sau nhẹ. Và các em nhớ tính chất của nhịp 3, 4 thì nó nhẹ nhàng, uyển chuyển, tha thiết, phù hợp với các ca khúc trữ tình. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp số 27, học bài hát Tia Nắng Hạt Mưa. Và âm nhạc thưởng thức sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. Giờ chúng ta đi vào bài hát Tia Nắng Hạt Mưa. Cho cô biết tên tác giả của bài hát này. Nhạc là của Khánh Vinh và lời thơ là của Lệ Bình. À, bài hát này thì được viết ở nhịp 2, 2, 4. À, cách hát thì nhanh vừa, vui và lôi cuốn. Các ký hiệu âm nhạc, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhìn bài nhạc chúng ta mới nói được. Nha, giờ chúng ta vào. À, bây giờ chúng ta giới thiệu tác giả đã em nha. À, các em nhìn chân dung của nhạc sĩ Khánh Vinh. Nhạc sĩ Khánh Vinh sinh ngày 1 tháng 10 năm 1954, quê tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội. Từ năm 1973, ông tham gia hoạt động cách mạng ở chiến trường Đồng bằng Nam Bộ. Từ năm 1980, ông làm biên tập âm nhạc tại Đài Truyền hình Cần Thơ. Năm 1986, ông theo học sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1990, ông làm trưởng ban văn nghệ tại Đài Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Bài hát Tia Nắng Hạt Mưa đã giành giải A trong cuộc thi sáng tác ca khúc do Báo Hoa Học Trò và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Rồi chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu bài nhé các em. Để các em thấy bài được viết ở nhịp 2, 2, 4 nha. Rồi bài được viết ở giọng gì nè. Các em thấy hoa biểu có pha thăng nhưng nốt kết thúc ngay chữ mưa là nốt mi. Thì như vậy bài này được viết ở giọng mi thứ. Rồi gồm có ký hiệu gì? Các em dòm cho cô. Ký hiệu đầu tiên ta thấy có hai cặp kép hình. Rồi ta nhìn trên ta thấy có chữ S không? À, có gạch chéo hai dấu chấm. Rồi các em nhìn dùm cô. Cái hàng kế cuối của bài khúc nhạc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khúc nhạc thứ 6 các em đọc ngay chữ hình. Nhìn lên trên các em thấy xuất hiện một chữ S nữa. À, như vậy chúng ta sẽ hát từ đầu. Tới khi gặp cái chữ S này thì chúng ta quay trở lại cái ký hiệu chữ F này ở ban đầu. Ký hiệu này ta gọi là dấu quay, quay lại. Tức là nguyên cái đoạn này chúng ta hát hai lần. Và khi hát lần 1 thì các em hát khung 1 ha. Chúng ta gặp khung thay đổi nè. Lần 2 ta bỏ khung 1, ta qua hát cho cô khung số 2. Đừng trách, đừng buồn là hàng kế cuối đó. Các em dòm cô khung số 2 hàng kế cuối. Khung nhạc kế cuối, đúng rồi. Đừng trách, đừng buồn vô cớ, làm buồn tia nắng hạt mưa. À, đây ta lại nhắc lại lần nữa. À, đừng trách, đừng buồn vô cớ, làm buồn tia. À, tới chữ tia này các em nhảy qua cho cô chữ nắng ở khung số 2. Ta lại gặp cái ký hiệu giúp khung thay đổi lần nữa. Hạt mưa, tới đó là hết. Nha các em. Rồi, còn có ký hiệu gì nữa? Hình như trong từng tia nắng có, em dòm chữ có. À, có một cái nốt nhỏ và một cái nốt lớn, thấy không? À, nốt này ta kêu là hoa mỹ hay là nốt lấy cũng được nha. Rồi, ngay chữ hàng có ở khung nhạc thứ hai tiếp ta lại gặp ký hiệu nữa. Ở khung nhạc thứ hai, rồi cuối khung nhạc thứ hai xuất hiện chữ hát. Rồi, tiếp tục chữ có ở khung nhạc thứ ba. Rồi, xuất hiện tiếp chữ nắng ở khung nhạc thứ tư. Rồi khung nhạc thứ tư ngay chữ mãi. Rồi, tiếp luôn ngay chữ đó.
xuống phương nhạc thứ năm ta lại thấy xuất hiện ở chữ hỡi, ngay chữ chắc. Ở cuối phương nhạc thứ năm thì ta thấy chữ mưa có dấu nối nha, nối hai nốt nhạc cùng cao độ. Tiếp tục lấy nữa ngay chữ chắc tiếp. À. Rồi. Bên cạnh đó ở cuối bài chữ mưa ta thấy có dấu nối nha, nối ba nốt nhạc cùng cao độ. Ở bên cạnh đó cô thấy còn sử dụng những hình nốt dấu lặng, lặng đơn. Rồi. Lặng đơn là phương nhạc đầu tiên ngay chữ bạn trai, sau chữ trai bạn trai đó, có cái ký hiệu giống số 7 đó, đó là dấu lặng đơn. Rồi các em dòm dùm cô. Dòng thứ 2, 4, 6, phương nhạc thứ 6, phương số 1. Sau lặng đơn các em thấy xuất hiện cái lặng đen nữa nha. Lặng đen nó tăng điện một phát nha. Rồi bên cạnh đó có cái ô nhịp đảo phách. Ngay cái ô nhịp đừng chắc đừng buồn phương nhạc 2, 4, 5. Phương nhạc số 5, đừng chắc đừng buồn vô cớ làm buồn. Hai nó móc đơn kẹp giữa cái nốt đen. Thấy không? Đó. Tí nữa chúng ta tập hát chúng ta sẽ biết được đặc phát là cái gì nha. Dạ bây giờ chúng ta sẽ nghe thầy cô hát mẫu một lần nha. Bài này được chia làm hai đoạn nhé các em. Đoạn 1 từ đầu hình như trong từng tia nắng cho tới hạt mưa. Đoạn 2 là tia nắng hạt mưa. Cái chỗ mà nó có hai nốt, chỗ nó có hòa bè đó. Cái đó là đoạn 2 nha các em. Rồi chúng ta nghe nha. Chúng ta chia đoạn đó, các em thấy như này cô nói rồi đó, đoạn A, đoạn B. Chia câu luôn, các em thấy không? 1, 2, 3.
4. Rồi giờ chúng ta tập hát từng câu như các em. Thank you.
đây ta gặp cái dấu quay lại. Ta gặp dấu quay lại. Làm buồn tia nắng hạt mưa, ta đến cho cô 2, 1, 2 để ta quay trở lại từ đầu nè. Ta hát lại cô cuối nè. Làm buồn tia nắng hạt mưa, chuẩn bị 1, 2. Làm buồn tia nắng hạt mưa. 1, 2, 3, vô. Và bây giờ chúng ta đi vào phần tìm hiểu nội dung của bài hát. Sau khi hát xong, chúng ta nhận thấy bài hát Tia Nắng Hạt Mưa này với nét nhạc tươi vui, trong sáng, bài hát đã ca ngợi tình bạn vô tư của lứa tuổi học trò chúng mình. Qua đó, bài hát đã giúp chúng ta có thêm tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong sinh hoạt vui chơi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần âm nhạc thưởng thức, sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. Nhạc hát, người ta còn gọi đó là thanh nhạc, có các hình thức biểu diễn như đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng và nhạc kịch. Các em thấy đơn ca thì có một người hát nè, song ca thì hai người, tốp ca từ bốn người trở lên, ba bốn người trở lên. Đồng ca thì các em thấy hát đông nhưng mà người ta hát có một bè thôi, người ta gọi hát đồng ca. Còn hợp xướng là hát đông người và hát có từ bốn bè trở lên. Và nhạc kịch là người ta vừa diễn kịch và vừa hát. Chúng ta trong phần nhạc kịch thì thường là chúng ta có những vở kịch trong đó vừa biểu diễn ca nhạc và người diễn sẽ diễn như những vở kịch đó nào, và bài hát cũng biên tập theo cái tình tiết của kịch vở kịch đó. Thể loại nhạc đàn, nhạc đàn người ta còn gọi nó là khí nhạc,
Một người độc tấu người ta gọi nó, một người đàn thì người ta gọi là độc tấu. À, cũng giống như hát vậy, hai người đàn thì người ta gọi là song tấu, hoặc ba người đàn thì người ta gọi là tam tấu, à, hoặc đông người, nhiều người trở lên nữa thì người ta gọi là hòa tấu, như cái hình chúng ta so xem. Và trong hòa tấu thì chúng ta thường thấy là có rất là nhiều loại đàn khác nhau, và mỗi đàn thì sẽ đàn một bè của mình, và mỗi loại tiếng khác nhau hòa vào với nhau, người ta gọi là hòa tấu. Bây giờ chúng ta đi vào phần củng cố và dặn dò. Về nhà học thuộc lời bài hát Tia Nắng Hạt Mưa. À, các em ôn lại cho cô hai bài hát mà cô ôn nè. Bài tập đọc nhạc 6 và 7 nè. Rồi coi lại cái bài hát ha, học thuộc lời nè. Rồi tìm hiểu thêm cho cô về âm nhạc thưởng thức, các thể loại nhạc hát và nhạc đàn. Tí nữa thầy sẽ gửi cho các em một số bài để các em tham khảo. Sau bài học này thì chúng ta có thể ở lại để nghe một số bài hát như là nhạc đàn như thế nào ha, và nhạc hát thì sẽ như thế nào. Thì cô đúc kết lại tình bạn với cái chủ đề của chúng ta hôm nay. Cô muốn nói tới tình bạn. Tình bạn là gì? Là cái người mà có thể cùng ta chia sẻ những thăng trầm cuộc sống. Người bạn thân thậm chí còn gắn bó mật thiết hơn cả anh em ruột thịt nữa. Nếu có cơ hội gặp được người bạn tuyệt vời, các em hãy sẵn sàng chia sẻ vui buồn và động viên chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Để duy trì được tình bạn, chúng ta phải học cách chấp nhận con người thật của người bạn đó. Nếu chúng ta chấp nhận sự thật chứ không phải sự giả tạo, thì mới có thể tạo được tình bạn chân thành. Tình bạn chân thành dựa trên sự tự nguyện. Chỉ khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận mọi mặt của người bạn của mình thì mới có thể duy trì được tình bạn bền vững. Cô mong rằng qua bài học này, chúng ta hãy củng cố thêm tình bạn của mình, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau san sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc đời học sinh của chúng ta, và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhé các em. Cô Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông mến chào các em, hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé. Cách đây 2258 năm về trước, tục truyền rằng hoàng đế Bắc Phương trong ý đồ thôn tính đức dân làng, nên mượn cớ cầu hôn cùng mỹ nương con vua Hùng Dương thứ 18. Để ngăn chặn ý đồ xâm lược đó trước khi sứ giả đến, vua Hùng Dương tìm cách gả ngay mỹ nương, bèn lập tức ra lệnh tuyển phò mã. Lúc bấy giờ thần núi Tám Viên là Sơn Tinh và thủy thần của sông Hồng là Thủy Tinh, cả hai cùng đều muốn cưới mỹ nương. Như ta đây là Sơn Tinh, cùng non nước hữu duyên cho mưa thuận hòa, đời chỉ muốn lá hoa